Hôm nay Andy sẽ hướng dẫn cho các bạn một thủ thuật rất là đơn giản trong iPad và thú vị, đó là chúng ta sẽ đổi màu một cái đoạn phim, đó là một cái dòng sông. Đầu tiên chúng ta sẽ kéo cái bút test này vào đây. Đầu tiên thì cái dòng sông mình, cái đoạn phim mình nó có cái màu là màu đục của phù sa. Thì mình sẽ Ctrl D để mình nhân lớp lên, nhân đôi lên, nhân thêm một cái nữa. Chúng ta sẽ copy 3 bảng đó, bằng cách là chúng ta nhấn Ctrl D. Sau đó các bạn tắt hai cái lớp layout, hai cái lớp phim ở dưới đi. Các bạn vào Effects, chọn Keyline đó, mình chọn Keyline. Sau đó mình chọn cái thằng cái bút này. Tiếp theo mình kiếm tới cái khu vực một cái nước nào ở đây, mình chọn cái nước này, mình đừng chọn cái màu trắng này nha, mình chọn cái màu này đi. Đó. Thì comment mình chọn, sau đó mình bấm tắt cái này để mình coi. Thì nó sẽ tự động, nó sẽ loại bỏ. Nó loại bỏ cái phần nước đục này và nó đang bị âm vô trong cái mấy cái đá này luôn nè. Tiếp theo mình sẽ vào chậm xuống đây, mình chọn Frame Mask để mình chuyển về âm bản á. Mục đích của mình là để mình lấy hết, mình bỏ hết cái màu nước này cho nó sạch hơn. Cái màu đen á, là cái vùng mình đã bỏ lại, bỏ nhưng mà nó còn sót lại những cái màu trắng trắng này, cho chứng tỏ nó chưa sạch. Thì mình sẽ chọn cái chuyển qua phần âm bản này. Tiếp theo mình vào Frame Mask, mình tăng cái độ opacity này lên, nó trắng đen lên, đó, nó đen lên. Và sau đó mình cho cái thằng mềm nó mềm lại chút xíu. Ok, tiếp theo mình cho nó về. Ok, sau đó mình mở con mắt này lên. Mình mở con mắt lên thì nó sẽ hiểu là nó đang hiểu cái lớp này là cái lớp lót nền của cái đoạn sông này đó. Đây, các bạn thấy không? Đó, tiếp theo mình sẽ chọn con mắt này, chọn cái lớp này, mình vào face, chọn color correction, thuê, mình sẽ tăng cái màu lên. Đó, các bạn thấy không? Mình chọn cái màu. Đây. Mình cho cái nước nó màu xanh này đi, màu xanh nào hả? Ok, tiếp theo mình chọn cái lớp mà cái lớp hai thứ hai á, mình chọn cái lớp thứ hai nè. Cái lớp thứ hai là khi mà mình kéo cái tăng đổi cái màu xanh này á, thì đồng thời nó sẽ ám vô cái vách đá, cái vách đá này luôn, của cái lớp này luôn. Thì mình chọn cái lớp màu hai này, thứ hai này. Sau đó mình chọn cái pen tool, mình sẽ mask xung quanh cái dòng sông này. Ok, sau đó mình bấm đúp cái chữ M của mình á, mình chọn cái lớp này, mình bấm hai chữ M, mình bấm đúp á thì nó sẽ sổ ra cái mask. Sau đó mình vô hạt này, mình chọn subject, nó sẽ đảo ngược cái vùng chọn lại đó. Tiếp theo mình sẽ fader nó lên đó, mình fader nó cho mềm nè. Ok,
xa. Ok, như vậy là mình đã có một cái đoạn clip đỏ dòng màu dòng sông rồi. Đó. Đây là cái clip gốc của mình nè. Mình sẽ đổi lại màu này. Các bạn muốn đổi thành màu gì các bạn đổi. Có thể ok, như vậy là một thủ thuật rất là nhanh gọn lẹ trong Effects.